Thích Phổ Tuệ viên tịch ở tuổi 105. Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã viên tịch sáng ngày 21 tháng 10. Thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, nguyên Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tây, nay là thành phố Hà Nội, viện chủ Tổ đình Viên Minh, chùa Giáng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, đã viên tịch vào 3 giờ 22 phút sáng ngày 21 tháng 10. Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, thế danh là Bùi Văn Quý, sinh ngày 12 tháng 4 năm 1917 tại thôn Phùng Thiện, xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Đại lão Hòa thượng xuất gia năm 1923 tại chùa Quán, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Từ năm 1953 đến 1958, ngài hoạt động Phật sự tại chùa Kim Đới, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Từ năm 1987 đến nay, Hòa thượng giữ nhiều chức vụ trong Phật giáo Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì Tổ đình Viên Minh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tây, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây, Ủy viên Kiểm soát Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Tư, Phó ban Ban Tăng sự Tư, Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Năm 2017, tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 đã thống nhất tái suy tôn Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho đến nay. Hòa thượng là đệ tam Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam kể từ khi thành lập đến nay. Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ là nhà tu hành tinh thông kim cổ và là người có đóng góp to lớn trong việc biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm về Phật học ở Việt Nam. Thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, dự kiến lễ nhập kim quan chính thức được cử hành vào lúc 13 giờ ngày 21 tháng 10 tại Tổ đình Viên Minh. Lễ truy điệu được cử hành vào ngày 24 tháng 10.